Xin chào các bạn. Hôm nay á, thì mình có lên cái YouTube của mình, thì mình đọc được một comment của cái anh bạn đó. Anh hỏi con cá nàng hai của mình nó có thường nhảy ra ngoài hay không. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái clip này để mình nói về con cá nàng hai của nhà mình nhé. Và các bạn xem clip sau. Các bạn thấy con cá nàng hai của mình á, khi mà nó rất là nhát nha các bạn, đặc tính nó rất là nhát. Nó có nhiều người cũng xem clip và phản hồi là cái hồ cá của bạn sao con cá nàng hai của bạn á, nó bơi tung tăng. Con cá của mình thường nằm một chỗ, nhưng mà không phải bạn, có một số bạn á, thì nó comment á là nó là nhảy ra ngoài, nó rất là hung dữ. Thì con cá nàng hai của mình thì mình sẽ nói về cái con cá này nàng hai mình nuôi nó và mình cũng đã cảm nhận được nó, mình chia sẻ cho các bạn nha. Và các bạn, con cá nàng hai thì thường các bạn thì nó hay nhát lắm, nó nằm. Nhưng con cá của mình nó thì lúc mà nó không có săn mồi các bạn, không cho nó ăn nó thì nó nằm vậy. Nhưng khi nó có cho nó ăn thì cái cách săn mồi nó rất là hung dữ và nhanh và rất là khủng nha các bạn, chứ không phải như mà cái hình ảnh nó nằm như vậy đâu các bạn. Thì con cá nàng hai của mình á thì nó nằm vậy, nhưng mà khi các bạn thấy nó tín hiệu mình gõ lên trên hồ này nè các bạn, gõ lên trên hồ này nè, đó là nó lập tức là nó tưởng là mình cho nó ăn á các bạn, đó nó sẽ bơi ra liền. Các bạn thấy không, còn ảnh thì ảnh lười bơi lắm các bạn, ảnh nằm đó. Đó là cái đặc điểm thứ nhất của cái nàng hai, khi săn mồi rất là nhanh và khủng nha các bạn, chứ không phải nó chậm đâu. Cái con cá nàng hai nè các bạn biết đó là nó săn mồi là mồi mòn cá mồi các bạn, cũng rất là nhanh luôn á các bạn, rất là khủng. Còn mình ở đây thì mình cho tất cả các cá của mình đều là ăn mồi dế mồi tôm các bạn. Thì nói về con cá ngày hai này, về cái mà nó săn mồi như thế nào và cái tính lòng lòng là gì, nó ra sao thì nó như vậy các bạn. Nó cũng ít đi di chuyển lắm đó, các bạn thấy không, khi mà có mồi tới sẽ di chuyển lên để mà nó săn mồi thôi. Còn về mà nó có nhảy ra ngoài hay không các bạn, thì cá của mình xưa giờ chưa bao giờ nhảy ra ngoài các bạn. Đó, các bạn thấy xưa tới giờ chưa bao giờ nhảy ra ngoài. Có lẽ là gì, cái hồ mình rộng và cái mực ở trên mình rất là cao, do đó nó không nhảy. Nhưng mà các bạn biết cá mình nhảy ra ngoài á, thường nó quậy á, là một á, là cái không gian cái hồ nuôi á các bạn cho nó, thì nó không có sự dễ dùng, nó thì có thể là nó khó chịu tình người, hoặc là nó đang đói hay là như thế nào đó, hoặc là cái nước trong đó nó không có hợp với nó quá dơ hay là sao đó các bạn, thì nó không cảm thấy không thoải mái, thì có lẽ thì nó sẽ nhảy ra ngoài các bạn. Cái nàng hai này không phải nó hiền đâu nha các bạn, nó rất là dữ. Mình có một cái anh bạn á, là anh nuôi cá nàng hai này trong cái hồ rất là nhỏ thôi, chỉ có cái hồ là 60 4 tấc thôi. Thì vào khoảng cỡ con cá này thì nó bơi trong hồ đó thì nó rất là khó chịu bạn, thì nó sẽ thường đêm á, thì ảnh không bao giờ ảnh ngủ được nha, nó nhảy ra ngoài luôn á, nó nhảy rất là khủng luôn, nó làm đục 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 đục. Ảnh ta phiền, ảnh rất là mê nó, nhưng mà ảnh nhiều khi ngủ không được với nó. Thì con cá này hai này các bạn phải nuôi chỗ nó rộng và các bạn cho nó ăn thường xuyên. Anh đó thì anh cho thường ăn là cá chép đó các bạn, cá chép nhỏ, chép to, chép hồi các bạn, cho nó ăn thì nó săn màu. Và cá chép chép hồi rất là khủng luôn các bạn ơi, nó ăn ghê lắm, ăn kinh lắm. Nếu mà ngày nào mà anh không có cho nó ăn thì nó sẽ quậy lắm các bạn, nó quậy rung rung luôn á, quậy rung rung luôn.
đó. Còn cá của mình đó thì mình không, từ đó nuôi về tới giờ là mình không có cho nó săn mồi cá, mà mình cho ăn chung với những con cá này bằng mồi tôm các bạn. Thì lúc mình mua về nó rất là nhỏ nha các bạn, nó khoảng 2/3 cá này thôi, mà bây giờ nó lớn lắm rồi, nó lớn lắm rồi các bạn. Các bạn coi nó lầm lầm thì chị nghĩ chứ nó săn mồi rất là khủng nha các bạn. Đó. Nó nuôi chung với những con cá này các bạn, các bạn coi con cá nổ bạc của mình này. Mà thấy nó rất là mập luôn, đó một bàn tay, nhưng mà bàn tay người lớn rồi đó. Còn một cá này mình nuôi hồi đó nhỏ nhỏ không mà nuôi cỡ đầu ngón tay cái của mình thôi, cá kim sơn cũng vậy, cá hoàng bảo yến cũng vậy. Hoàng bảo yến thì trước đây mình mua khoảng 10-11 xăng thôi, bây giờ nó lớn nó khủng lắm các bạn, da nó vàng quách rồi, rất là đẹp. Hai con hồi đó mình nuôi bằng nhau đó các bạn, nhưng mà con nó săn mồi ít hơn nhiều hơn, do đó nó cũng có sao mày nó sai nó cũng khác nhau đó. Như con cá này nha các bạn, cứ nuôi với nhiều con hơn đó, bạn có thể nuôi 2-3 con chung thì nó sẽ, lúc đó nó sẽ thoải mái hơn. Trước đây mình nuôi 2 con rồi các bạn, nhưng một con các bạn biết đó là mình nuôi về thì nó không ăn luôn các bạn, nó không ăn luôn, nó không ăn mồi tôm, hay không ăn con cá này kìa. Thì nó khoảng vào khoảng 2 tháng mấy 3 tháng nó chết các bạn. Trước đây mình nuôi 2 con thì còn sống một con thôi. Con cá nàng hai thì nó ăn mồi cũng rất là tạm nha các bạn, cái mồi nào mà tươi sống là nó ăn hết á. Những con cá mà cá chép mồi thì nó càng ăn mạnh mẽ hơn, săn mồi ghê lắm các bạn. Nếu các bạn, nếu mà các bạn nuôi á, các bạn cho nó săn mồi, cá săn mồi chép mồi á, thì nó, các bạn cho nó ăn thử con cá đó đi thì nó sẽ mạnh dạn hơn, nó sẽ sung hơn các bạn. Quá trình nó chạy nó đi săn mồi á, nó ăn những con mồi đó thì nó sẽ sung hơn các bạn. Thời đó mình giờ mình chưa cá mình nha, bạn có coi cái clip trước á thì các bạn sẽ thấy cá này ha, của mình săn mồi rất là khủng luôn. Anh với các bạn vô kênh Bỏ Đam Mê á, các bạn sẽ thấy nó săn mồi. Còn lúc mà nó không săn mồi, các bạn nó nằm chỉ một chỗ vậy nè, nó ít khi nào mà nó bơi lắm các bạn. Thì một số cái chia sẻ của mình về con cá này hai đó các bạn, thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn rồi. Hy vọng các bạn á nuôi cá, các bạn phải kiên trì, dịch hai các bạn phải đại biểu được tính đó, các bạn thay đổi này thay đổi kia, tới khi nào mà nó thích hợp nhất các bạn, nó thoải mái nhất thì nó sẽ người nó sẽ thoải mái, thì nó sẽ ít khi nào mà nó nhảy ra ngoài, hoặc là nó bỏ ăn các bạn, hoặc là nó nằm một chỗ, nằm một chỗ là thường là tính nó rồi. Nhưng mà khi săn mồi thì nó chạy thoải mái, thì bạn cũng yên tâm, các bạn đừng có sợ đó. Thì đặc tính nó là vậy rồi, nó không thể bơi nhiều được đó, khi có nhiều cá hay là gì đó tác động tới nó thì nó bơi ra thôi các bạn. Nó rất là nhát, khi nãy giờ mình quay nó nè, nó thường bữa nó cũng bơi nhiều lắm, mình quay nó thì nó nằm yên một chỗ luôn đó các bạn. Thì trong cái hồ này mình cũng rất là rộng nha các bạn, cái hồ của mình thì động vô phải 90 lực, cao 70, ngang thì nó hơi ngắn, ngang 5m2 thôi các bạn, chiều rộng vô nó tới 90 lực đó các bạn thấy. Sau này mình sẽ mua cá hổ đó, các bạn lưu ý các bạn nuôi con cá hổ á, thì quá trình mình nuôi rồi mình mới thấy, các bạn thấy con cá hổ bắt thái nè, lúc nào nó cũng giữ màu vàng nha các bạn, ít khi nào nó chuyển ra màu trắng, ít lắm. Còn con cá hổ Sumatra của mình là vậy, lúc mà các bạn thay nước á, hoặc các bạn cho nó ăn á, và có con nào kè thì nó ra màu vàng đẹp lắm, còn không thì nó ra màu trắng đen vậy các bạn. Còn cá hổ Bắc Thái của mình á thì nó rất là đẹp luôn đó, các bạn nên mình
như các bạn, nếu mà các bạn nuôi cá hậu á thì cá hậu bắt thái rồi các bạn chơi thì nó sẽ ra màu vàng, nó diễn cái màu vàng đẹp. Đây cái clip mình chia sẻ về cái ăn cạnh sông của con cá hàng hang như thế nào, các bạn cứ yên tâm nha, các bạn tìm hiểu, các bạn hiểu được chất của nó thì nó sẽ thoải mái và nó sống sống tốt, sống khỏe các bạn. Rồi các bạn hôm nay mình chia sẻ cái clip này về con cá hàng hang, còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé. Các bạn nếu mà có theo dõi kênh mình, có yêu thương kênh mình thì các bạn hãy đăng ký kênh mình để mình có động lực làm ra những cái clip khác chia sẻ cho các bạn về cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua cùng các bạn nhé. Các bạn hãy comment ở phía dưới cái clip của mình nha các bạn. Các bạn có những cái gì đó các bạn cứ comment, mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Rồi bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái clip sau nha. Cảm ơn tất cả các bạn nhé.